Bà Tài Đức cho con hỏi, việc thực hành rải tâm từ của mình đối với một hay nhiều người khác có đem đến lợi lạc gì đến đối tượng mà mình rải tâm từ hay không? Việc mình biết ơn một đối tượng nào đó và thường có suy nghĩ mong người đó được gặp điều tốt đẹp thì có tạo thành quả gì hay không? Sư hay ví dụ á, nó giống như nước vậy đó. Bây giờ thí dụ như cái ly này á, nó có nước đúng không? Cái nước này nó bao nhiêu? Nếu mà cái nước này nó chỉ có vài giọt nước nó còn dính lại ở trong cái ly á, thì mình xài mình uống còn không thấm được giọng nè, thì lấy đâu ra mà mình cho người ta? Nhưng ít nhất là khi mình mời thì mình có cái lòng lành, thì người ta cũng ghi nhận. Còn khi nước mình có được chút xíu thì mình uống thì cũng được một hớp, giống như cái chung trà đó, uống chung có chút xíu vậy nè, người ta rót thì uống cũng được một hớp, rồi mình cho người ta thì người ta uống cũng được. Nhưng mà để gọi là đã cơn khát thì nó cũng không có được. Nhưng ít nhất là cũng có nước để gọi là uống. Hoặc là mình có hẳn một cái ly nước nhiều như thế này, mình uống nó cũng thoải mái và mình cho người khác uống nó cũng thoải mái. Thì tâm từ cũng vậy đó. Hay là cái chuyện mà mình mong mỏi người khác được điều tốt đẹp cũng vậy. Cái tâm từ của mình ít quá, hoặc là cái lòng tri ân của mình ít quá, thì cái tác dụng nó rất là hạn chế. Hoặc như nhiều vị trưởng lão nói, nó chỉ đơn giản là cái thiện chí thôi. Tức là với những người mới tu tập á, năng lực tâm từ còn quá ít, thì nó chỉ là cái thiện chí thôi, chứ còn nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng khi chúng ta nỗ lực tu tập nhiều á, thì cái năng lực tâm từ mình càng ngày càng nhiều, thì cho tới một lúc nào đó người ta có thể cảm nhận được nó. Và nhiều ít thì do tùy theo năng lực tâm từ của mình ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.